Hai lúa đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái knowledge area liên quan tới requirement life cycle management. Trong video clip này chúng ta tiếp tục qua phần 5.2, đó là maintain requirement. Chúng ta tạm dịch gọi là duy trì cái yêu cầu. Đầu tiên, mục tiêu của việc duy trì yêu cầu là gì? Mục đích của việc duy trì yêu cầu là duy trì chính xác và nhất quán các yêu cầu trong suốt và ngoài thay đổi. Thay đổi các bạn thấy là nói về cái định nghĩa BA, chúng ta nói về cái change. Trong xuyên suốt cái việc mà BA làm việc để mà thay đổi cái hoàn cảnh hoặc trong cái tổ chức á, thì chúng ta sẽ phải đảm bảo làm sao cho nó chính xác và cho nó nhất quán. Trong xuyên suốt cái vòng đời của cái yêu cầu á, nó có thể hỗ trợ để mà sử dụng nè, hỗ trợ trong việc tái sử dụng nè, hỗ trợ trong việc kế thừa nè. Từ những cái việc đó chúng ta có thể đưa ra một cái giải pháp tốt nhất, một cái giải pháp hoàn hảo nhất để mà chúng ta có thể mang lại giá trị cho các bên liên quan. Thì các bạn thấy là trong xuyên suốt quá trình mà các bạn làm dự án, nó đòi hỏi các bạn sẽ phải thu thập rất là nhiều requirement, nó đòi hỏi các bạn sẽ phải xử lý rất là nhiều nội dung. Requirement, chúng ta quay về cái định nghĩa đầu tiên, requirement nó là needs. Rồi needs nó sẽ tượng trưng cho problems và opportunity. Trong xuyên suốt cái quá trình làm việc của BA, và BA luôn phải xử lý các cái thông tin liên quan tới problems, liên quan tới opportunity. Và các thông tin này nó phải trước sau nó nhất quán, trước sau nó rõ ràng. Chứ không thể nào mà ví dụ hôm nay cái vấn đề nó là vấn đề A, nhưng mà ngày mai BA lại identify, nó là BA lại xác định là nó là vấn đề B. Làm như vậy thì xuyên suốt cái life cycle, liên suốt cái vòng đời làm việc của BA nó hoàn toàn không có nhất quán, nó hoàn toàn không có chính xác. Chúng ta cùng tìm hiểu cái giải thích, cái diễn giải của cái 5.2 maintain requirement này. Một yêu cầu đại diện cho những cái sự liên tục thay đổi, những cái mong muốn, những cái nhu cầu mà nó sẽ phải thay đổi liên tục. Cái này cũng bình thường thôi, các bạn thấy trong xuyên suốt quá trình chúng ta làm dự án, dù là IT hay not IT gì chăng nữa, thì cái việc mà thay đổi yêu cầu, cái việc mà update thông tin, cái việc mà chúng ta phải xử lý những cái nội dung về mặt hôm nay khách hàng thích dạy, ngày mai stakeholder thích kia, nó là chuyện rất rất bình thường. Cái việc mà chúng ta phải đảm bảo cái sự control của nó, cái việc mà chúng ta phải đảm bảo cái sự quản lý cho nó thống nhất, rõ ràng, vân vân, và nó vẫn có giá trị theo thời gian, chứ không phải là hôm nay chúng ta giữ sử dụng một cái requirement, ngày mai chúng ta lại đổ qua một cái khác. Khi đó cái cũ nó sẽ bị mất giá trị, và nếu như mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái chuyện mà nó không nhất quán, không chính xác như vậy, thì người đọc, người xem, các stakeholder, người ta sẽ không có sự tin tưởng vào BA, và người ta cũng sẽ gặp phải rất là nhiều vấn đề trong việc make decision. Và bản thân chính người BA, chúng ta cũng không thể nào mà với những cái yêu cầu, những cái thay đổi mà chúng ta không có sự nhất quán từ đầu đến cuối, chúng ta không có đảm bảo được cái sự chính xác, cái sự valid, cái sự gọi là cái tính giá trị của nó trong xuyên suốt cái quá trình làm việc á, thì chúng ta cũng không thể nào đưa ra được cái solution, cái chính xác được. Thì để mà tối đa hóa cái giá trị, tối đa hóa cái việc mà chúng ta duy trì và sử dụng cái requirement, thì chúng ta cần phải thứ nhất á, mọi cái yêu cầu nó luôn phải nhất quán nè, nó luôn phải được đại diện một cách nhất quán nè, tức là cái vai trò của từng cái yêu cầu, vai trò của problems, vai trò của opportunity, vai trò của tất cả mọi nội dung, tất cả mọi thông tin mà một người BA thu thập và mọi một người BA đánh giá nó làm những cái needs, thì nó phải được vai trò đại diện của nó. Cái việc mà duy trì yêu cầu nó phải được xem xét và phê duyệt bằng cách sử dụng những cái quy trình đã được chuẩn hóa, và những cái quy trình này có tiêu chuẩn nhất định, và kèm theo đó nó sẽ có những cái quyền truy cập. Nó sẽ có quyền truy cập, tức là các bạn thấy là không phải ai cũng có thể tiếp xúc được các yêu cầu này, và cũng như là về mặt chất lượng nó phải được bảo đảm. Chung quy ở cái ý này có nghĩa là chúng ta làm cái requirement, tất cả đều phải theo những cái tiêu chuẩn nhất định. Thì tiêu chuẩn này cũng không nhất thiết nó phải là những cái tiêu chuẩn quốc tế hay là những cái tiêu chuẩn ISO cái gì cả, mà mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp và có thể từng dự án, chúng ta có thể đưa ra những cái tiêu chí khác nhau để mà chúng ta có thể xác định được là cái yêu cầu đó nó sẽ được thu thập như thế nào, kèm theo đó làm sao để mà đánh giá chất lượng của yêu cầu, làm sao để mà xác định được là yêu cầu đó nó là được chấp nhận. Các bạn có thể kèm theo những cái tiêu chuẩn liên quan tới việc sắp xếp thứ tự ưu tiên, và những cái yêu cầu này nó phải dễ được truy cập và dễ hiểu. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải xử lý các cái yêu cầu nó được truy cập bởi những người phù hợp, có phân quyền rõ ràng, các cái đối tượng cần bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu. Chứ nếu không thì các bạn sẽ thấy là nếu như chúng ta không có được truy cập một cách
hiệu quả, các cái thông tin nó không được update vân vân, thì cái việc mà chúng ta xử lý các cái công việc sau này nó sẽ gặp phải rất là nhiều khó khăn. Tiếp theo, chúng ta cùng xem cái sơ đồ về mặt làm sao cái quy trình để mà chúng ta đảm bảo được cái việc duy trì yêu cầu nó input như thế nào và cái output nó đầu ra nó như ra sao. Các bạn nhìn ở đây, chúng ta sẽ có đầu vào, nó là yêu cầu và thiết kế. Yêu cầu nó bao gồm những cái mục tiêu, những cái yêu cầu nghiệp vụ, những cái yêu cầu từ stakeholder, những cái yêu cầu về giải pháp và những cái yêu cầu về chuyển đổi. Những cái yêu cầu này nó luôn phải được duy trì, nó luôn phải được đảm bảo, nó luôn phải được cập nhật, nó luôn phải được bảo trì, bảo dưỡng trong xuyên suốt cái life cycle. Design là một trong những thứ mà chúng ta cũng phải đảm bảo sự xuyên suốt đó, tại vì design nó giúp cho chúng ta làm việc. Design nó liên quan tới những cái, ví dụ như chúng ta làm ITBA đi, các bạn sẽ thấy là liên xuyên suốt cái quá trình làm việc, nó đi bên cạnh những cái tài liệu BRD, SRS, bên cạnh những cái specification thì chúng ta luôn phải kèm theo cái UI design. Chúng ta luôn phải đảm bảo được là tất cả mọi mô tả, tất cả mọi hoạt động development vân vân nó phải theo cái thiết kế ABC gì đó đã được approved. Bên cạnh cái yêu cầu thì cái thiết kế nó luôn phải được duy trì trong xuyên suốt quá trình mà chúng ta làm việc. Các bước tiếp theo chúng ta sẽ có những cái về mặt bảo trì, bảo dưỡng, duy trì cái requirement và cái output. Cái output đó là những cái yêu cầu, những cái thiết kế nó đã được đảm bảo, nó đã được duy trì. Nghe phức tạp đúng không ạ? Các bạn thấy nghe nó rối rắm. Mục tiêu chung nó là khi mà các bạn làm công việc BA, dù là IT hay là non-IT, chúng ta cũng phải đảm bảo cái việc khi mà làm việc đầu tiên nó phải được lưu trữ, nó phải được ghi chép, nó phải được lưu trữ và kèm theo những cái việc lưu trữ đó nó cần phải có đầy đủ những cái vấn đề về mặt cập nhật, về mặt truy cập, truy xuất và cũng như là phải đảm bảo cái việc gọi là information security, tức là bảo mật thông tin, an toàn, an ninh thông tin. Tại sao phải có an toàn, an ninh thông tin? Tại vì đây là yêu cầu, đây là giống như là cái trái tim, cái sống còn, cái xương thịt của dự án. Mà các bạn để cho nó bị lộ, để cho nó bị bay tùm lum tà la, mọi người ai cũng có thể truy cập được, ai cũng xem được, cả những cái đối thủ bên ngoài, nếu như mà lỡ nó rò rỉ hay là lỡ share một cái link gì đó để mà truy cập tài liệu thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên khi mà các bạn làm các cái dự án này, chúng ta sẽ phải đảm bảo làm sao bên cạnh cái chuyện mà ghi chép, lưu trữ, update vân vân thì cái việc an ninh thông tin nó cũng là một yếu tố mà mình thấy là nó rất quan trọng trong cái việc là maintain requirements. Chúng ta thường rất là ý y cái khía cạnh về mặt an ninh thông tin. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu các cái thành tố hình thành nên cái việc duy trì yêu cầu, maintain requirements. Đầu tiên là những cái yêu cầu về mặt duy trì. Các cái yêu cầu duy trì để mà chúng ta đảm bảo được cái tính chính xác và cái tính nhất thời, cái tính hiện hữu. Các cái nhà phân tích nghiệp vụ sẽ phải chịu trách nhiệm tiến hành trong việc maintain requirement để mà đảm bảo cái mức độ chính xác này luôn được duy trì trong xuyên suốt quá trình làm dự án. Để các yêu cầu được duy trì đúng cách, chúng ta phải có đặt tên, chúng ta phải có sắp xếp, phân loại, phân nhóm nè. Chúng ta cũng phải có cái sự update liên tục để mà đảm bảo làm sao khi mà các bên liên quan, các cái stakeholder người ta cần, các bạn luôn sẵn sàng để mà cung cấp thông tin cho các stakeholder, cho các bên liên quan. Người phân tích nghiệp vụ phải đảm bảo được là các cái requirement, các cái tài liệu vân nó là một thể thống nhất, thì đi kèm theo nó sẽ có cái mối quan hệ. Các cái mối quan hệ này nó sẽ liên kết với nhau, nó tương hỗ với nhau. Và các cái mối quan hệ này nó phải đảm bảo làm sao cái hoàn cảnh, cái bối cảnh, cái mục đích ban đầu được giữ nguyên. Chứ không là ví dụ như làm dự án thì các bạn ngay từ đầu các team dự án, các project managers, các account, các program manager v.v. hoặc là về mặt high level management, người ta đã chốt cái deal, người ta đã chốt cái objective, người ta đã chốt cái goal rồi. Mà các cái requirement khi mà các bạn xử lý trong quá trình mà thu thập hoặc là duy trì này, các bạn làm cho nó thay đổi, làm cho nó đi xa vời hơn so với những cái nội dung liên quan goal, những cái objective đã được thống nhất ban đầu, thì khi đó gần như là các cái requirement mà các bạn đang lưu trữ, các bạn đang duy trì đó, nó sẽ không còn valid nữa, nó sẽ không còn hiệu lực nữa. Đồng thời thì các bạn sẽ thấy là nó quay lại cái vấn đề về mặt an ninh thông tin. Nếu như mà trong xuyên suốt quá trình mà các bạn xử lý, có thể ngay từ đầu các bạn không thay đổi, và trong xuyên suốt quá trình làm dự án các bạn cũng không thay đổi, nhưng
Lỡ có ai đó có cái quyền truy cập và người ta truy cập bất hợp pháp, dẫn tới là người ta thay đổi nội dung, thay đổi thông tin, thay đổi file, thay đổi câu chữ, câu từ, vân vân, dẫn tới là nó không có match gì với cái goal, cái objective, cái decision ban đầu, thì cái đó các bạn sẽ gặp phải rất là nhiều cái vấn đề. Chuyện này rất là bình thường các bạn, và bản thân trong các tổ chức, các doanh nghiệp, cái việc mà lỡ bị lộ hoặc là lỡ nhân viên nó ghét cái bạn leader thì sao, người ta thay đổi nó cũng là một cái vấn đề. Chúng ta phải backup, chúng ta phải sao lưu để mà chúng ta đảm bảo được là các cái nội dung nó luôn được update, nó luôn được consistent. Các cái thuộc tính liên quan tới việc duy trì yêu cầu, khi mà khơi gợi ra các yêu cầu các bạn BA, khi mà thực hiện khơi gợi yêu cầu, các bạn BA sẽ phải khơi gợi luôn các cái thuộc tính của các yêu cầu. Những cái thông tin ví dụ như là nguồn của yêu cầu, mức độ ưu tiên và cái độ phức tạp của yêu cầu hỗ trợ quản lý. Một số thuộc tính thay đổi khi mà bạn BA khám phá trong thông tin và tiến hành phân tích sâu hơn. Một thuộc tính có thể thay đổi mặc dù yêu cầu không thay đổi. Các bạn sẽ thấy là trong một cái dự án nó sẽ có khá là nhiều yêu cầu. Và các yêu cầu này nó cũng sẽ có những cái nguồn, ví dụ như là bạn elicite, bạn khơi gợi yêu cầu từ cho ai. Mỗi cái yêu cầu nó lại có những cái thứ được ưu tiên khác nhau và nó có những cái mức độ phức tạp khác nhau. Và khi mà các bạn xử lý về mặt yêu cầu, các bạn sẽ thấy là đôi khi có thể yêu cầu nó không thay đổi đó, nhưng mà hôm nay có thể là cái yêu cầu A nó được thứ tự ưu tiên là highest, nhưng mà sau một khoảng thời gian làm dự án thì có thể là vì một lý do gì đó, có thể là vì lý do kinh doanh, có thể là vì lý do về mặt nguồn lực, có thể là vì lý do về mặt trang thiết bị, vân vân, xuất phát từ các lý do, từ các stakeholder khác nhau, mà có thể cái requirement đó, cái thuộc tính về mặt priority nó lại thay đổi. Thì cái việc mà chúng ta xử lý, chúng ta đảm bảo yêu cầu nó không thay đổi về mặt nội dung, yêu cầu không thay đổi về mặt objective, về mặt goal, nhưng các bạn có thể thay đổi một số cái thuộc tính liên quan tới yêu cầu đó để mà nó phù hợp, nó tương thích với từng giai đoạn, từng yêu cầu khác nhau của một dự án. Cái yếu tố thứ ba đó là liên quan tới sự tái sử dụng đối với yêu cầu. Thì việc tái sử dụng đối với yêu cầu nó là một cái tình huống nhất định, không phải yêu cầu nào cũng có thể tái sử dụng, và tái sử dụng cũng phải đòi hỏi khá là nhiều cái yếu tố mà chúng ta cần phải xem xét. Yêu cầu là ứng viên để tổ chức sử dụng lâu dài có thể được xác định, đặt tên rõ ràng và lưu trữ theo cách nhất định để mà đảm bảo các bên liên quan khác có thể được truy xuất nó dễ dàng. Tùy thuộc vào mức độ trừu tượng và nhu cầu dự định được giải quyết, nhu cầu dự định trong tương lai vân vân, mà các cái yêu cầu đó nó có thể được tái sử dụng. Cái việc tái sử dụng này có thể sử dụng trong những cái sáng kiến tương tự, nó có thể sử dụng giữa các cái khối phòng ban khác nhau, và nó có sự thể được tái sử dụng trong toàn bộ tổ chức. Các bạn sẽ thấy là đối với những cái yếu tố liên quan tới ITBA, chúng ta sẽ có rất là nhiều cái yêu cầu mà nó có thể được sử dụng đi sử dụng lại. Mình lấy ví dụ trong cái môi trường ngân hàng đi, chúng ta sẽ có một số cái nội dung liên quan tới payment, tức là thanh toán. Và thanh toán thì thật ra về mặt nguyên tắc của ngân hàng, các bạn có thể coi các clip liên quan tới ngân hàng trong series Banking và Fintech trên Fanspace 2 Lúa. Thì quay lại ở đây, đối với payment, thường thì các bạn sẽ thấy là giữa các cái đối tượng, các cái thành phần kinh tế khác nhau, chúng ta hầu như cũng chỉ có một kiểu payment thôi. Payment giữa các cái tài khoản trong cùng một ngân hàng, payment giữa các cái tài khoản ở các ngân hàng khác nhau. Và các cái payment đó nó biến chuyển tùy thuộc vào cái mong muốn, cái nhu cầu mà nó sẽ có thể ra những sản phẩm khác nhau. Cùng một cái nguyên lý đó, chúng ta áp dụng cho nhiều sản phẩm khác nhau và có thể nhiều sản phẩm trong tương lai nữa, dẫn tới là có những thứ chúng ta không cần phải mô tả lại, mà chúng ta chỉ mang tính kế thừa, chúng ta chỉ mang tính tái sử dụng, và chúng ta chỉ điều chỉnh bổ sung để nó phù hợp với những sản phẩm mà chúng ta đang xây dựng, hoặc là chúng ta điều chỉnh bổ sung để nó phù hợp với những sản phẩm trong tương lai. Requirements ở những cái mức độ trừu tượng cao có thể được viết để mà tham chiếu đối với các giải pháp cụ thể. Các yêu cầu được thể hiện một cách chung chung, không có ràng buộc trực tiếp với một công cụ cụ thể, có xu hướng tái sử dụng nhiều hơn. Các yêu cầu này cũng ít phải sửa đổi hơn trong quá trình thay đổi. Khi các yêu cầu được thể hiện chi tiết hơn, chúng sẽ được liên kết chặt chẽ hơn với một giải pháp hoặc tùy chọn giải pháp cụ thể. Các tham chiếu cụ thể đến các ứng dụng hoặc các phòng ban hạn chế việc sử dụng lại các yêu cầu và các thiết kế trong toàn tổ chức. Các yêu cầu dành cho việc tái sử dụng phản ánh trạng thái hiện tại của tổ chức. Các bên liên quan xác thực các yêu cầu được đề xuất để sử dụng lại trước khi chúng có thể được chấp nhận thay đổi. Thì ở đây như hồi nãy mình đã nói là có những các yêu cầu mà nó
cụ thể rõ ràng, có những yêu cầu hoặc là nó kiểu mang tính cốt lõi, mang tính chung chung thì nó sẽ có thể được sử dụng, tái sử dụng. Đối với những yêu cầu đặc thù thì thật sự nó sẽ hơi bị khó tái sử dụng. Ví dụ như là các bạn sẽ thấy là chúng ta làm banking đi, các bạn sẽ thấy có những cái phòng ban đặc thù, ví dụ như là phòng tiền tệ, ví dụ có những cái sản phẩm nó đặc thù, ví dụ như là sản phẩm phái sinh, sản phẩm kinh doanh tiền tệ, kinh doanh ngoại hối. Thì đó là những cái yêu cầu nó mang tính đặc thù bên trong một cái khối tiền tệ như vậy, và chúng ta rất là khó sử dụng cho các cái khối khác, ví dụ như là khối doanh nghiệp, khối cá nhân, trung tâm thẻ, vân vân. Tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy là có những cái nhu cầu nó sẽ mang tính chung, như hồi nãy mình đã đề cập là mang tính payment, mang tính thanh toán, chuyển tiền, chuyển khoản, scan QR code, vân vân. Thì giữa các cái khối phòng ban, ví dụ là cá nhân, doanh nghiệp, trung tâm thẻ, chúng ta hoàn toàn có thể liên kết lại với nhau và chúng ta tái sử dụng lại những cái yêu cầu mà chúng ta chỉ điều chỉnh bổ sung sao cho nó phù hợp thôi. Thì cái việc tái sử dụng này thì tất nhiên chúng ta không thể nào mà copy easy được, và chúng ta phải có cái sự approve, phải có cái sự phê duyệt từ phía lãnh đạo phòng ban, cũng như là từ đó các lãnh đạo phòng ban cũng sẽ chỉ đạo về việc phát triển, về việc thay đổi, điều chỉnh bổ sung các cái yêu cầu đã được tái sử dụng đó cho phù hợp với cái yêu cầu mà lãnh đạo người ta mong muốn. Chúng ta sẽ nói về cái guidelines, cái tool, thì các bạn sẽ thấy chủ yếu cái tool ở đây đó là Information Management Approach, phương pháp tiếp cận trong việc quản lý thông tin. Nó chỉ ra các cái yêu cầu sẽ được quản lý và được tái sử dụng. Thông tin, quản trị thông tin là một cái yêu cầu hàng đầu của BA. Nhưng mà mình cũng đã nói, từng nói là BA chúng ta phải quản lý rất là nhiều source thông tin. Các cái nguồn thông tin này nó sẽ luôn được update, có cái định kỳ nó sẽ có sự thay đổi. Và BA khi mà các bạn làm việc, các bạn sẽ phải làm sao chúng ta cập nhật tốt nhất, sớm nhất, đảm bảo được chúng ta luôn có trong tay cái requirement mới nhất. Từ đó thì chúng ta mới có thể duy trì được cái sự chính xác, cái sự nhất quán trong xuyên suốt quá trình mà chúng ta phân tích. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về các cái techniques mà chúng ta sẽ sử dụng ở cái việc là maintain requirement này. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải phân tích những cái business rule, những cái nguyên tắc về mặt nghiệp vụ. Nó được sử dụng để xác định các cái nguyên tắc nghiệp vụ, và các nguyên tắc nghiệp vụ này nó có thể giống nhau hoặc nó có thể khác nhau, để từ đó nếu như giống nhau thì chúng ta có thể tái sử dụng, và đôi khi khác nhau thì chúng ta có thể biến chuyển, chúng ta thay đổi, chúng ta kế thừa. Hầu như các cái phần, các yêu cầu mà nó mang tính đặc thù thì hầu như là nơi nào dùng ở nơi đó thôi, chứ rất là khó trong việc mà có thể tái sử dụng. Data flow diagram, tạm dịch là sơ đồ luồng dữ liệu, nó giúp cho chúng ta xác định các cái luồng thông tin trong cái doanh nghiệp để mà chúng ta có thể tái sử dụng đối với các cái yêu cầu. Những cái mô hình hóa dữ liệu, data modeling, nó giúp cho chúng ta xác định được những cái cấu trúc dữ liệu mà có thể có cái sự tương tự trong xuyên suốt doanh nghiệp, trong xuyên suốt cái tổ chức để mà có thể tái sử dụng. Ở đây thì mình có một cái ví dụ là khoảng ngày xưa mình làm cái dự án về data warehouse. Về mặt quy tắc, chúng ta sẽ có các cái data warehouse với cái structure tương tự giữa khối khách hàng doanh nghiệp, khối doanh nghiệp của một ngân hàng á, và khối cá nhân của một ngân hàng. Tại vì bản chất nó chỉ là kinh doanh thôi, các cái sản phẩm nó cũng khá là tương đồng nhau, các cái nhu cầu về mặt các cái số liệu nó cũng tương tự nhau. Thì dẫn tới là chúng ta hoàn toàn có thể copy qua, chúng ta có thể duplicate nó qua để mà chúng ta có thể kế thừa một cách dễ dàng, và chúng ta tiết kiệm thời gian và nguồn lực khi mà chúng ta xây dựng dự án. Tiếp theo chúng ta sẽ phải có cái việc phân tích tài liệu, để mà chúng ta phân tích những cái tài liệu hiện hữu về một cái tổ chức, nhằm mục đích chúng ta có thể làm cơ sở cho việc duy trì và sử dụng lại các yêu cầu. Functional decomposition, phân rã chức năng, được sử dụng để xác định các yêu cầu liên quan đến các thành phần có sẵn và để sử dụng lại. Mô hình hóa quy trình, được sử dụng để xác định các yêu cầu liên quan đến các quy trình có thể sẵn sàng để được sử dụng lại. Thì mình như mình nói, ví dụ như là các bạn làm banking đi, các bạn sẽ có cái phần về mặt credit, phê duyệt tín dụng. Thì các bạn sẽ thấy là cái việc phê duyệt tín dụng giữa khách hàng cá nhân với khách hàng doanh nghiệp nó có sự khác nhau đó, nhưng nó sẽ có khá là nhiều bước nó tương đồng nhau. Hoặc là giữa khách hàng cá nhân với nhau, chúng ta sẽ có những cái khoản vay tín chấp và khoản vay thế chấp. Cái bên cạnh cái chuyện mà định giá tài sản thì các cái việc mà quy trình phê duyệt nó cũng khá là tương đồng nhau, thì từ đó chúng ta có thể kế thừa lại và chúng ta xây dựng những cái quy trình, những cái flow, những cái nội dung liên quan về phê duyệt tự động chẳng hạn, nó tương tự nhau. Chúng ta không có cần bổ sung nhiều mà chúng ta có thể xử lý về mặt quy trình chung, những cái quy trình cơ sở, rồi từ đó chúng ta phát triển theo, căn cứ theo những cái yêu cầu của từng sản phẩm một. Use case and scenario, nó được sử dụng để xác định một thành phần giải pháp có thể được sử dụng bởi nhiều giải pháp khác nhau hay không. Cái này nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái khả năng phân tích use case của một người BA. Đối với
các bạn xử lý về khía cạnh use case. Đây là một cái công cụ rất strong, rất mạnh trong quá trình mà các bạn làm việc. Use case nó giúp cho chúng ta xác định rất là rõ cái solution đầu ra nó có cái gì như thế nào, và ứng với các cái use case đó chúng ta sẽ rất là dễ quan sát được là cái use case này ở cái dự án này, ở cái product này nó có thể được tái sử dụng ở cái dự án khác hay product khác hay không. User story được dùng để mà xác định các cái yêu cầu nó liên quan tới những cái story mà có thể được sử dụng, tái sử dụng trong tương lai. Thì các bạn sẽ thấy là trong xuyên suốt các cái công cụ, các cái nick này hầu như nó liên quan tới chuyện là làm sao để mà chúng ta có thể tái sử dụng, làm sao mà chúng ta có thể kế thừa thay vì chúng ta phải làm nhiều. Các cái sản phẩm khác nhau, các cái dự án khác nhau nó sẽ cho chúng ta những cái requirement khác nhau và kèm theo đó nó có những cái output khác nhau. Tuy nhiên thì tất nhiên mỗi dự án thì làm riêng thì không thể bàn rồi. Cái quan trọng nhất khi mà chúng ta duy trì, cái quan trọng nhất khi mà chúng ta information management, đó là làm sao chúng ta có thể tái sử dụng, chúng ta có thể kế thừa để mà chúng ta giảm thiểu thời gian phân tích, chúng ta gia tăng hiệu suất trong quá trình làm việc. Các bên liên quan, đầu tiên là các bạn sẽ có các cái subject matter expert dùng để tham khảo các cái yêu cầu được duy trì thường xuyên để đảm bảo chúng phản ánh chính xác các nhu cầu đã nêu. Chuyên gia về mặt triển khai sử dụng các cái yêu cầu được duy trì khi phát triển để xử lý các cái bài kiểm tra hồi quy và tiến hành phân tích tác động để mà có thể nâng cao, để mà có thể phát triển được những cái requirement từ các dự án này sang dự án khác. Hỗ trợ vận hành, các yêu cầu được duy trì có khả năng được tham chiếu để xác nhận trạng thái hiện tại. Các cái cơ quan quản lý thì các yêu cầu được duy trì có khả năng được tham chiếu để mà xác nhận là việc tuân thủ các cái tiêu chuẩn. Tester, các yêu cầu được duy trì được người tester hoặc sử dụng để hỗ trợ lập kế hoạch kiểm thử và tạo ra các cái test case. Cuối cùng là output là ra. Output cái đầu tiên là các requirement nó đã được duy trì, nó đã được maintain, nó được phát triển, nó đã được bảo trì bảo dưỡng, được xác định một lần và có thể sẵn sàng để tổ chức sử dụng lâu dài. Các cái yêu cầu có thể trở thành tài sản của quy trình tổ chức hoặc được sử dụng trong các sáng kiến trong tương lai. Trong một số trường hợp, một số yêu cầu không được phê duyệt hoặc thực hiện có thể được duy trì trong một sáng kiến khả thi trong tương lai. Thì các bạn sẽ thấy là tất nhiên trong các dự án nó có rất nhiều yêu cầu, nhưng không phải yêu cầu nào cũng đáp ứng được thành công cái mong muốn, cái goal, cái objective của một tổ chức. Thì chúng ta cũng phải có cái sự sàng lọc nhất định để mà đảm bảo được các yêu cầu mà chúng ta đưa ra nó phù hợp và nó có thể được tái sử dụng. Design, nó có thể được tái sử dụng mỗi khi được xác định. Ví dụ như là một cái component, một cái thành phần độc lập trong cái Figma chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy là trong Figma chúng ta có cái mục asset, tức là tài sản. Thì asset nó sẽ giúp cho chúng ta đưa ra các cái component, ví dụ như là button, ví dụ như là cái screen, ví dụ như là cái banner, cái image vân vân. Thì từ đó chúng ta có thể tái sử dụng qua các dự án khác nhau. Đó cũng là một dạng về mặt design maintain mà chúng ta đề cập ở đây. Chung quy thì qua cái phần về mặt maintain requirement này, chúng ta thấy là cái mục tiêu hàng đầu đó là chúng ta làm sao có thể reuse, làm sao chúng ta có thể tái sử dụng được cái requirement để mà chúng ta sử dụng cho các dự án khác nhau, để mà chúng ta làm cái bài học, để mà chúng ta có thể rút kinh nghiệm, để mà chúng ta có thể truyền đạt, để mà chúng ta có thể đào tạo cho các cái thế hệ sau. Và ngoài ra cái việc mà chúng ta duy trì được cái việc quản lý thông tin, cái việc mà an ninh thông tin, nó cũng là một cái phần rất là quan trọng trong xuyên suốt quá trình mà các bạn maintain requirement. Tại vì nếu như các cái requirement nó bị share lung tung, các cái requirement nó bị gọi là chia sẻ một cách public, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đối với hoạt động của tổ chức. Tại vì các cái thông tin requirement này nó là những thông tin rất là nhạy cảm. Các bạn thấy là không phải chúng ta làm BA, không phải chúng ta chỉ quanh quẩn cái việc phân tích, chúng ta chỉ quanh quẩn cái việc là làm sao chúng ta tạo thành giống như là cái bộ đồ nghề để mà chúng ta làm việc trên cái con đường sự nghiệp của chúng ta. Nhưng kèm theo đó chúng ta cũng phải đảm bảo cái khía cạnh liên quan tới information security, tức là khía cạnh an ninh thông tin, để mà đảm bảo được cái việc là bảo mật cho tổ chức và cho cả chính bản thân BA. Hai lúa cho các bạn, chúc các bạn thành công.